Cô Tia đang nằm ngủ thì ra đây vươn ve vào đòi. Bắp ngô, ta-da. Cầm đi ạ. Để chị quay giống như con chó ăn bắp ngô. Hai bạn tệ lắm, có tiếp nào. Sợ cắn vào tay quá. Chắc phải ngắn cái đũa giống như trên clip về con chó ấy, ăn bắp ngô. Mình sẽ rút kinh nghiệm. Nếu có thể xây hết nguyên cái bắp ngô dài. Nhưng mà đây là ăn ví dụ đây. Ăn hết tốn lắm. Nhà ba người ba cái bắp ngô phải chia đi em ít rồi. Để tôi gặp.